tư, Sở Khoa học Công nghệ, Sở Thông tin Truyền thông, Trường Đại học Bách Khoa, kính thưa tất cả các quý vị đại biểu, các chuyên gia. Hôm nay thì tôi được mời với tư cách vừa là một người cũng đang chạy cái đề án 544 và cũng là một chuyên gia tư vấn trong cái việc xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo để đến chia sẻ với hội thảo. Hội thảo này thì tôi rất là mừng khi hôm nay anh Nam có một cái thông tin là có một cái quy định số rất đẹp 4889 ngày 9/9/2019. Thì cái số mà đẹp như thế này thì chắc chắn là cái đề án này sẽ rất thành công đấy. Tôi rất may mắn. Xin chúc cho Sở Kế hoạch Đầu tư và cho Hà Nội. Và tôi còn được nghe một cái tiết lộ hôm trước ở một cái hội thảo ở bên chỗ trường nghề Đỗ Anh Thánh là quy mô của cái dự án đề án của Hà Nội còn lớn gấp 1,5 lần với Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh có 200 tỷ thôi, trong hình như cũng khoảng 5 năm. Thế thì cái đấy là một cái đi sau, nhưng mà cũng rõ ràng là cái nguồn lực của chúng ta rất là tuyệt vời. Thì tôi còn cái đề án 44 của Bộ Công nghệ này thì bằng 1/10 cái số tôi vừa mới nói một năm. Kinh phí đúng là tiền mồi, cũng đáng kể. Và vì thế thì cái cách tiêu tiền thế nào cho thông minh mà gọi là tạo một cái cú hích nào đó trong hệ sinh thái thì tôi xin chia sẻ cái cách làm. Thế và cách làm này thì cũng khuyên là Sở Kế hoạch Đầu tư không nên học, vì các Sở Kế hoạch Đầu tư có nhiều tiền hơn thế rất nhiều, và đặc biệt anh Cương của Bộ Đầu tư thì càng không nên học, sẽ phải có những cái cổ phần sáng tạo mới. Thì đề án 844 mà mọi người thường được nhắc đến thì cũng đã được ban hành cách đây 3 năm rồi, 2016, đúng ngày Khoa học Công nghệ 18 tháng 5, cũng phải quảng cáo cho ngày ngày 18 tháng 5, thành phố Đức Đam đã ký một cái quyết định, và quyết định đấy lấy số 844. Số khác của Bộ Ngành Đầu tư thì 845 đẹp hơn Bộ Ngành Bộ Khoa học Công nghệ lấy 844. Ý tưởng ở đây là việc nhân bản một cái mô hình mà đã được chuyển giao từ thung lũng Silicon cho Việt Nam cũng như của Phần Lan, các nước Bắc Âu. Cái là xây dựng một cái quốc gia khởi nghiệp thì thường họ sẽ gắn đến một số cái yếu tố thuộc về thế mạnh của quốc gia đó, đặc biệt là trí tuệ hay là về công nghệ. Và muốn có một cái nền kinh tế tri thức hay là một cái hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo thì đầu tiên là vấn đề nhân lực. Tất cả các quốc gia thì đều xây dựng cho mình một cái nguồn nhân lực chất lượng, và vì thế các trường đại học, các trường nghề, thậm chí các trường phổ thông là nhân tố đầu tiên và quyết định. Và vì thế thì Bộ Giáo dục Đào tạo sau một năm có cái 1665 là rất kịp thời, và bây giờ thì cũng đang bắt đầu chuyển nhiều cái chương trình đào tạo, không chỉ đào tạo cơ bản mà phải đào tạo ứng dụng, đào tạo thực hành, không chỉ đào tạo khoa học mà phải đào tạo công nghệ, và không chỉ đào tạo về kỹ thuật mà phải đào tạo kinh doanh, mô hình kinh doanh. Thì đây là một cái xu hướng rất mới, và vì thế thì cái nguồn nhân lực và cái công tác đào tạo tập huấn luôn là một cái cốt lõi trong những đề án đầu tiên về chính thái. Và tôi rất mừng là anh Nam hôm nay nói là cái này là một cái câu rất là quan trọng. Còn đào tạo như thế nào và ai đào tạo thì chúng ta chắc phải tính tiếp, nhưng đầu tiên là cái khối đó. Thứ hai là văn hóa khởi nghiệp sáng tạo, tức là những người khác ủng hộ những cái nguồn nhân lực này, thì từ thầy cho đến và lãnh đạo trong cơ quan thì đối xử với sinh viên với góc độ của một nhà đầu tư, một người dẫn dắt, một người gợi mở, người đặt câu hỏi chứ không phải người đưa ra lời giải. Đấy là một cách tiếp cận rất mới, và đưa thách thức cho giới trẻ người ta tự sáng tạo, và càng khó khăn bao nhiêu thì nó càng sáng tạo bấy nhiêu, càng thuận lợi và càng dẫn dắt bao nhiêu thì nó càng kém sáng tạo bấy nhiêu. Và vì thế thì Israel không có một giọt nước nào thì công nghệ về nước là tốt nhất, không có một quả cà chua nào thì bây giờ xuất khẩu cà chua là tốt nhất. Các bạn đi Israel bây giờ thì cái trâu rau mà mang ra cho các bạn ấy ngon và rẻ rất nhiều mình ăn ở Việt Nam, ở đất nước sa mạc. Vậy thì cái khó là các cụ của nó ló cái khôn, đúng không? Và ai mà giúp cho cái khôn chính là những người thầy, những tổ chức cá nhân hỗ trợ. Xem thành công vì Xem mang cái khẩu hiệu rất to treo ở quảng trường cũng như từ sân bay trở về, Bring You Home, nếu ai đã từng đi Xem. Và cạnh một vị giáo sư đấy đồng thời là một chủ tịch một cái quỹ rất lớn ở Mỹ, là hình của tướng, tức là thủ tướng trân trọng những cái người con người này làm thay đổi đất nước. Đấy là cách họ gọi vốn, họ gọi vốn là đầu tiên là gọi cái tri thức về nước.
chứ không phải hỏi tiền. Bây giờ chúng ta hay nhầm lẫn là cứ đi khởi nghiệp cái là hỏi tiền đâu, hỏi doanh nghiệp tiền đâu đưa cho em, chắc chắn sớm có sẵn. Và quan trọng là cái đầu anh đã có gì, anh có tinh thần, anh có công nghệ, anh có mô hình kinh doanh chưa, thì cái điểm đó tổ chức cá nhân hỗ trợ này cũng đòi hỏi có kinh nghiệm và chuyên lệ. Vì thế cái thuật ngữ entrepreneur trong thời gian gần đây nó cũng rất là quan trọng và nó đổi mới, tức là cái tố chất doanh nhân nó phải hiện có ở cho con người hướng dẫn. Thế còn nếu mà mentor và những người hướng dẫn của chúng ta hiện nay, một là lấy từ thầy thuần túy chưa bao giờ làm kinh doanh, hai là lấy cái ông làm kinh doanh nhưng mà chưa làm sáng tạo bao giờ, chỉ làm truyền thống VAC, thì tất cả những cái chúng ta đều có đều bằng con số 0. Nên là một trong các cấu thành của đề án mà lúc nãy sở nói là hỗ trợ các cái đào tạo, cái gọi là giảng viên nguồn ấy, hay là cái cán bộ hướng dẫn nguồn, các cái mentor ấy, lấy từ khu vực doanh nhân và những người có kinh nghiệm về doanh nhân và công nghệ cộng lại. Người ta gọi là technopreneur, là một cái khái niệm rất mới ở bây giờ, thế giới đang phát triển. Thế thì từ trường đại học và nguồn gốc từ trường đại học, các alumni, các trường đại học, những người đã thành công từ trường đại học là vô cùng quan trọng khi mà chúng ta hình thành nên những cái hiệp hội để hỗ trợ cho cái khởi nghiệp và sáng tạo. Còn những vấn đề khác về vốn, về tài chính thì chúng ta cũng đã thấy đương nhiên pháp luật về chính sách. Thì riêng cái chỗ này thì tôi cũng đề nghị là trong cái đề án của sở mình ý, thì nên có một cái cấu phần nghiên cứu một cái chính sách đặc thù của thành phố Hà Nội. Bất kỳ một thành phố nào muốn phát triển, người ta đều có một chính sách mở đường, kể cả từ cái đầu tư vốn mồi về đầu tư mạo hiểm hay là cơ sở hạ tầng, tận dụng những cái không gian làm việc sẵn có. Tất cả các viện trường mà bây giờ có những cái phòng học, những cái khu nhà để công đều có thể trở thành nơi hút vốn hàng tỷ đô la, chứ không nhất thiết phải xây mới, quá hiện đại. Quan trọng nhất là cái gì ở bên trong và chính sách tiêu thụ đầu ra cho sản phẩm. Nếu mà khởi nghiệp ra mà các sở ban ngành thờ ơ không mua, không là con chuột bạch, thì không có thị trường đầu tiên cho khởi nghiệp. Vì trong cấu thành này đề nghị là các anh ấy nghiên cứu một chút về cái cơ chế này, kể cả lĩnh vực những dịch vụ mới như là fintech hay là ứng dụng blockchain truy xuất nguồn gốc. Nếu như chúng ta không sử dụng những sản phẩm đầu tiên đó thì không có khởi nghiệp. Xen là yêu cầu hiệp hội doanh nghiệp của vùng Trà Là của cả một cái tỉnh đặt mua 15 đô cho một cái sản phẩm mà thử cái gọi là độ đường ở trên cái chùm Trà Là, do một nhóm sinh viên của một trường đại học tìm ra. Vì người ta cứ phải bắc thang nên người ta gõ và ta xem, người ta soi đèn xem là đã chín chưa. Thế thì một nhóm ấy từ một cái ý tưởng là thử tiểu đường trông bà và cái bút này thì bạn ấy nghĩ ra là kết hợp hai công nghệ vào với nhau. Khi mà cái ánh sáng phổ quang gì đó, tôi không thạo về công nghệ, nhưng nó phản hồi, nó dẫn đến cái bộ phân tích ở trong cái bút này, thì chỉ trong mấy chục giây biết ngay là độ đường bao nhiêu, bao giờ để hái, nó phân tích ra là bao giờ đến chỗ để hái chưa. Và vì thế tiết kiệm hàng vạn nhân công, và khi mà cái quả Trà Là bước xuống là độ đường chuẩn nhất và đạt tiêu chuẩn, đáng ra là 5 đô la thì có thể đến 15 đô la. Đấy, một cái sản phẩm như thế. Nhưng nếu mà cái tỉnh ấy không bỏ tiền mua trước và cái hiệp hội đấy không tiêu dùng thì làm sao họ xuất khẩu với thế giới được? Mặc dù thị trường của họ rất nhỏ, nhưng sau đó thì họ có cả một thị trường Trung Đông, mà cái bạn đó chỉ trong vòng một năm sau gọi 1 tỷ đô la, chỉ mỗi cái bút này thôi. Đấy, nó khủng khiếp, nó là một cách mạng luôn. Thế thì cái đó là cái chính sách mà tôi cho rằng là ngoài cái việc hỗ trợ đầu vào ấy, thì cái hỗ trợ chính sách đầu ra là vô cùng quan trọng để cho startup có thể sống còn được. Thế đấy là tổng quan tất cả và cái mô hình chúng tôi cũng đi học và cũng tiếp thu một số cái mô hình các nước mà người ta xây dựng thì đều xung quanh cái trục này. Thế giờ cái trục đó xoay vào cái đề án 44 thì chúng tôi triển khai được một số thôi chứ không làm hết. Thì có thể nói được rằng là trong cái giai đoạn vừa rồi thì cho đến bây giờ chúng ta vẫn duy trì được con số khoảng xung quanh 3.000 doanh nghiệp, so với lại các nước ở ASEAN thì cũng chỉ khoảng 4-5.000 doanh nghiệp thôi. Vì lên thì nó lại xuống và nó chết. Thế thì cái lực lượng mới thay thế mà mình duy trì được cái nhóm doanh nghiệp khởi nghiệp về công nghệ này ở cái mức độ như thế này đang tương đối tốt về mặt số lượng. Trong đó thì cái chỉ số về tinh thần doanh nghiệp của Việt Nam đang là cao nhất ASEAN theo Techmania ASEAN được đánh giá. Và tôi cũng rất mừng là tại hội nghị khởi nghiệp toàn cầu GEN ở Bahrain năm ngoái thì Việt Nam được xứng tên là một trong đất nước có chỉ số năng động về hệ sinh thái khởi nghiệp dẫn đầu quốc tế, phát triển rất nhanh. Nên là bây giờ mọi người biết là tốc độ sử dụng iPhone đến Internet, tất cả mọi thứ và mọi người, cái mô hình kinh doanh mới phát triển cực nhanh vì cái tinh thần rất là nhanh.
Đây là thị trường rất là lớn và nó năng động. Và hệ sinh thái của Việt Nam đứng thứ 3 ở ASEAN. Trước đây ta đứng thứ 7 và sau 3 năm bây giờ ta đứng thứ 3, chỉ đứng sau mỗi Singapore và Indonesia. Thì thấy được rằng là cái nền tảng của chúng ta dưới con mắt của nhà đầu tư hiện nay là ta có một cái nền nhân, một cái nguồn nhân lực và một cái thị trường tương đối tốt. Và Startup Việt Nam cũng có góp mặt năm vừa rồi, năm 2018, thì một trong 7 cái gọi là Unicorn doanh nghiệp tỷ đô. Chắc mày cũng biết đúng không ạ? Anh em Minh mà được tham dự cái diễn đàn kinh tế thế giới chính là được do quốc tế chọn, vì anh ấy chính là một cái đủ tiêu chí được coi là một doanh nghiệp tỷ đô Startup về công nghệ trong lĩnh vực về entertainment game, nhưng bây giờ thì rất nhiều lĩnh vực khác. Và theo tiết lộ của anh Trung Dũng thì ở Việt Nam hy vọng trong năm tới có thể một hoặc hai khuôn mặt nữa. Trong con số khoảng năm ngoái là khoảng 7 cái unicorn trong toàn ASEAN, bây giờ thì khoảng hơn 10. Nếu mà trong năm ta có thêm hai nữa thì chứng tỏ hệ sinh thái của mình rất tốt. Vì thước đo cuối cùng là mô hình phát triển và kinh tế, giá trị doanh nghiệp và khả năng gọi vốn đầu tư là như thế nào. Và tất cả mọi khác chỉ là cái để hỗ trợ. Thế thì nếu mà nói về toàn cảnh để tạo ra được cái unicorn như thế thì ở Việt Nam, đây là cái thống kê này cũng của quốc tế, người ta nhìn nhận và tôi có lấy lại những cái thông tin này từ văn phòng nhà đầu tư lấy từ chuyên gia quốc tế. Thì nếu 2016 chúng ta bắt đầu từ gọi là giai đoạn bốn mồi Apota, mà cũng là từ Bách Khoa ra đây, cũng là cái Mega Holding rồi cái Topica đây, thì cũng bắt đầu đưa cái chương trình đó vào và bắt đầu thế nào gọi là bốn mồi, và chúng ta có được một số doanh nghiệp ở CA, CB, tức là cái vòng đầu tiên của gọi vốn do một số tập đoàn đầu tư, một vài quỹ đầu tư bắt đầu hình thành nhanh nhóm như IDG rồi Vinac Capital. Các cái tổ chức hỗ trợ accelerator là quan trọng nhất, thì chúng ta chỉ có một vài cái rất chứng nước chưa có gì cả. Thế và sự kiện thì cũng gọi là khởi nghiệp sáng tạo vẫn còn đang nhầm lẫn hết cả, và nói chung là thôi thì cứ làm, nhưng còn sau đó là hình hình co-working space thì hầu như chỉ là không gian làm việc chung chứ chưa phải là dạng accelerator. Tức là từ không gian làm việc chung mà biến nó thành cái chỗ để gọi 4 tỷ đô, nó còn rất nhiều thứ ở bên trong, chứ không phải mỗi chiếc co-working space. Nhưng cái này là cái đầu tiên. Không gian chia sẻ thì nó là cái phổ biến kiến thức và kết nối nhanh nhất. Thì chúng ta có một vài công ty cũng tham gia vào cái hệ sinh thái này. Và đây là toàn cảnh. Đây là community media, là truyền thông, thay đổi văn hóa. Thì đến 2019 thì cũng theo thống kê của họ thì bức tranh của chúng ta đã dày đặc, phát triển rất nhanh trong 3 năm. Đặc biệt là các startup là cái vòng tròn lớn này đã có những doanh nghiệp gọi hàng chục triệu đô, định giá hàng trăm triệu đô là rất rõ trong đặc biệt trong lĩnh vực công, kể cả khu vực fintech, e-commerce, logistics, du lịch, rất dày đặc. Thế và đây là phát triển rất tự nhiên, thì sinh thái ta tác động rất vừa vừa, không lo vẫn cứ phát triển, đấy là cái xu thế. Các sự kiện thì đã đầy màu sắc hơn và mang tính quốc tế, nhiều sự kiện quốc tế đến Việt Nam. Và các tổ chức BA, BI, tức là lúc này nó hình thành hai trạng thái, một là các vườn ương như của anh Cương ấy, là vườn ương BI, Business Incubator, tức là ta ở trong một cái khu vực và ta ương. Thế còn BA chính là cái accelerator, tức là cái mở. Nó có thể là một cái trạm cảnh sát bỏ không, có thể là một vài cái lều của công viên, nó có thể bất kỳ chỗ nào. Nhưng miễn là cho đấy nó gọi được doanh nhân đến và hỗ trợ, gọi được vốn đến. Có thể là một cái ký túc xá bỏ không cũng trở thành một cái BA. Đấy cái gì? Cái mô hình BA này bây giờ đang phát triển các bạn. Vì nó thích hợp với lại cái môi trường khởi nghiệp. Các ký túc xá bây giờ trở thành các BA. Mà miễn là nó có người hướng dẫn thôi. Thế thì dày đặc hơn. Và các nhà đầu tư đến Việt Nam cũng rất nhiều. Đặc biệt Hàn Quốc bây giờ là rất nhiều tập đoàn mang tiền vào giai đoạn rất vừa miếng với họ. Cứ tầm khoảng vài trăm tỷ đô là họ xuống nhận đẹp. Thế còn sang Mỹ thì còn hạn chế, vì cái tầm của ta là Singapore và Hàn Quốc là rất là tốt. Singapore cũng đầu tư vào đây, cũng đã bắt đầu nhìn ngó. Thế mà các co-working space thì bắt đầu hướng vào thành accelerator, tức là nó có những cái huấn luyện viên, có vốn đầu tư, có chuyên gia công nghệ gắn vào. Và cái này đã phát triển về chất lượng tương đối tốt, xuất khẩu được đầu ra một năm. Thông thường ví dụ như VSV của chị Lê Anh ấy là một năm khoảng 10 nhóm ra, và mỗi một nhóm tối thiểu ít nhất gọi quy ra cũng giá vốn được khoảng 1 triệu đô và đầu tư khoảng 10%. Thì những cái trường hợp như thế là rất nhiều. Thì đây nó mang tính chuyên nghiệp về các cái vườn ương, các sự kiện và các trung tâm truyền thông. Cái về cái văn hóa của chúng ta làm rất là tốt, cái công tác truyền thông.
Nhưng mà hy vọng rằng là dần dần nó sẽ có điều chiều sâu hơn, nó không chỉ là kể câu chuyện nữa, mà sẽ phải mang tính chất là đào tạo và nói về bản chất của câu chuyện là gì. Thế về hiệu quả đầu tư, đây là thước đo cuối cùng. Ta muốn đưa ra chỉ tiêu cuối cùng là chỉ gọi bao tiền nữa, thế còn không nói là làm thế nào. Thế thì 2015 chúng ta theo thống kê con số công bố là 136 triệu, 2016 hơn 200, 2017 gần 300, và 2018 là gần 900. Nếu mà nhìn với cái con số như thế này thì cũng đã thể hiện rằng là cái sức tăng trưởng về chất lượng của các dự án là rất là tốt. Và tất nhiên so với con số của ASEAN thì con số này mới chiếm 7% tiền vốn đầu tư hoàn thiện của ASEAN, rất nhỏ. Trong đó dân số và cái hệ khởi nghiệp đánh giá thứ nhất. Thế thì rõ ràng đây là một cái mảnh đất mà chúng ta sẽ sở hữu đầu tư, và một cái đầu tư chắc phải điền vào cái chỗ trống này, đặc biệt là cái phần vốn mồi để hoàn thiện. Lướt qua một chút về cái tình hình triển khai 844 để có được cái bức tranh như trên, thì chúng tôi cũng đang cố gắng làm việc với Bộ Tài chính. Hôm nay bên cơ sở tài chính không, đây là luôn là một lâu đài, một lô cốt khó chơi nhất trong việc thuyết phục xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp. Có thể nói với các bộ chuyên gia cũng phe như thế, vì luôn luôn bên ngành tài chính là bảo vệ túi cơm, đúng không, ngân phố quốc gia, đương nhiên là không muốn làm cái gì mạo hiểm, và đương nhiên là không muốn đầu tư cái gì nó quá lâu dài, mà may năm sang năm cuối năm là phải cho em một thu em. Mà cái này chúng ta đang làm là sự nghiệp, đây là sự nghiệp chồng người. Tôi nói với anh Dũng là chúng ta vẫn làm cái này là phải nhìn cả trăm năm, 10 năm sau là ít mới có kết quả. Chứ còn nếu mà nhìn chỉ sang năm, chắc chắn là không nên làm. Thế là vì thế thì cái thông tư này, một trong cái bước cải tiến của thông tư 45 mà sau 3 năm mới ra được cái thông tư về tài chính. Mặc dù chỉ sau 1 năm nó đã có cái thông tư về hướng dẫn, về quản lý. Thì đột phá ở đây chính là định mức cho việc đào tạo, có thể cho phép thuê chuyên gia trong nước và quốc tế với cái mức là cao hơn rất nhiều so với cái thông tư 04, 05 thì trước đây mà bên ngành đầu tư hướng dẫn về đào tạo. Nhưng cái đấy là bản chất của vấn đề. Nếu chúng ta không trả được cái lương chuyên gia tốt, chúng ta không thể gọi được người tốt để dạy. Chúng ta lại chỉ dạy nhau thôi. Ông nào đủ lương 500, 1 triệu lên dạy thì cũng chỉ ra được cái đầu ra là 500, 1 triệu thôi. Thế còn ông muốn 1 triệu đô thì ông mời 1 triệu đô về thì ông phải trả tiền gấp 1 triệu lần chứ. Cái đấy là rất là phê, đúng không ạ? Thế thì vì thế ra chúng tôi thuyết phục được cái đây là một bước, thì các anh cũng nên cố gắng tận dụng. Thế còn nếu Hà Nội ra được cái đặc thù nữa, càng tốt. Trong này cũng có điều khoản mở, riêng chuyên gia quốc tế không có định mức mà do thực tế. Đấy, một cái đầu đề chính chấp nhận như thế. Thế thì các anh nên khai thác còn nhiều cái nội dung khác cũng rất hay ho, nhưng mà mọi người nên mở xem. Đặc biệt là việc đưa đi nước ngoài cũng là cái mà một đề chính rất tiết kiệm ngân sách. Trong cái đó nếu mà muốn không học thực hành, không dẫn anh em sang Singapore, sang Hàn Quốc và sang Silicon, sang Excel, sang đảo nào, không còn nào biết mà làm. Ta kể, ta nghe thôi. Thế mà mang đến thì cái thông tư 49 đưa một năm một cái chương trình có thể đưa được 15 người đoạt giải đi. Đấy cũng là bước đột phá. Thì trước đây là cấm luôn, không có cái việc đi nước ngoài. Không đi nước ngoài làm sao gọi được vốn. Muốn gọi 4 triệu đô mà là chỉ có ngồi ở nhà để gọi thì chỉ gọi hàng xóm thôi. Đúng không ạ? Thế thì cái việc đấy là một cái nó bất cập trong cái mục tiêu đặt ra, nhưng mà cái cùng mình chơi thì lại chơi cùng mình một kiểu. Đấy. Mời nước ngoài vào thì cũng hạn chế, mà ra cũng hạn chế đấy, thì làm sao chứ được đấy sinh thái. Thế cái này là hệ sinh thái địa phương thì chúng tôi cũng đang thuyết phục là 43 tỉnh thành, hiện nay là 44 rồi. Trên 63 tỉnh thành phố đều có đề án 844 mà đi theo đúng cái góc như trên, tức là chúng ta ít tiền thì chúng ta chấp nhận là hỗ trợ tổ chức trung gian, hỗ trợ chuyên gia, hỗ trợ những người mang tri thức kinh nghiệm đến cho khởi nghiệp. Chứ còn chúng ta để cái khâu dành tiền cho khởi nghiệp ấy, cho khu vực tư nhân, cho các quỹ đầu tư, cho các nhà đầu tư. Vì như thế thì nhà nước đỡ rủi ro, mà nhà nước chỉ tạo một cái hành lang thuận lợi, một cái dự án tốt nhất để cho tư nhân đầu tư vào. Nếu mà nhà nước không có một cái nguồn dự án tốt là do các cái đội sang tạo ra thì tư nhân người ta bỏ đi. Thế nhưng mà ta lại cùng bỏ tiền cùng với tư nhân thì thành ra cạnh tranh không lành mạnh với tư nhân, vì tiền của ngân sách mà lại đưa vào trợ cấp lúc ý là sẽ không ngay, và nó sẽ đôi khi làm méo mó thị trường, vì nhà nước không thể thẩm định dự án tốt, không thể chăm sóc dự án, không thể quản lý dự án tốt như tư nhân được. Vậy thế thì một số mô hình các nước ấy là nhà nước đầu tư vốn mồi, kể cả là bây giờ thành phố có tiền cùng với tư nhân, nhưng sau đó thì cái khoản lợi nhuận đó là nhà nước không lấy, mà nếu thành công thì để lại cho tư nhân, coi như đấy là nhà nước cho tư nhân vay cùng đầu tư, nhưng mà cho vay chứ không đổi lấy cổ phần. Đấy là cách làm của xe
rất là thông minh. Và tuy nhiên người ta thấy à lúc đầu có nhà nước chia sẻ rất vui, nhưng nhà nước không phải nhằm để lấy lợi nhuận, lấy cổ phần, và sau đó nếu thành công cho mua lại cái giá tôi đã đầu tư, nhưng nhà nước không lấy hết. Nhưng nếu thất bại coi như chia sẻ với ông, coi như rủi ro, tôi không đòi lại tiền đấy. Còn nếu mà được ông trả lại tôi nguyên gốc, thì đấy là một cái cách làm mà nếu chúng ta muốn đầu tư trực tiếp thì cách như vậy, chứ không nên là chúng ta đầu tư cả một chặng đường cùng với tư nhân để nuôi cái khởi nghiệp đó lên tỷ đô, là cái điều vô khả. Thế còn bây giờ Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh thì mọi người sẽ nhìn qua cái bức tranh một chút. Như Hà Nội thì người Anh Nam có nói tức là một trong những cái sự kiện rất ấn tượng chính là khai trương cái app VP Bank đấy. Anh Hưng tác giả tôi nhìn thấy trong đó có cái cổng sát đặt chấm gác đúng không? Chấm gì đấy? À VN. Nhưng mà chắc cũng phải cải thiện thêm một tí để làm sao nó phải ngang tầm Helsinki hay là Singapore, Tech in Asia, còn không thì ta chưa quảng cáo được nhiều. Thế còn cái không gian này tôi cho rằng rất là hay. Các bạn đã tụ tập được mỗi một lần tôi vào tôi thấy vài chục khuôn mặt rất là nổi tiếng, gọi vốn, kể cả bạn lần view mà hỏi đến năm 2 triệu đô cũng về đây. Đấy cũng là một cái nguồn thu nhân tài rất là tốt. Và đây thực ra cái chỗ này là tư nhân độc cuộc, không cần nhà nước. Nhà nước chỉ cho cơ chế thôi, họ có không gian, họ có đầu ra và họ có tiền. Cách làm này rất là hay. Thế còn thành phố thì thành lập ra một cái cộng đồng, một cái ban tư vấn rất là hay, cổng thông tin. Thế còn Đà Nẵng thì họ có một cái sáng kiến khác là họ lập ngay cái ban điều phối từ đầu. Tức là thành phố nó nhỏ, nó năng động, và vì thế thì hội đồng thành phố lập ra một cái ban đấy để mang cái chất top down chứ không phải bottom up nữa. Cách làm là Đà Nẵng đi từ bên trên, từ các trường đại học, từ các quỹ phát triển khoa học công nghệ trong đấy hoạt động dùng cho cái này. Và người ta làm các cái sự kiện, người ta làm các cái trung tâm mà do nhà nước đứng ra làm nhưng thực chất là tư nhân điều hành ở bên trong, thử các cái bạn của học nước ngoài về. Và mấy cái trung tâm này tôi cho rằng là đi rất đúng hướng vì họ chủ yếu cung cấp dịch vụ và hỗ trợ và không làm đầu tư. Thành phố Hồ Chí Minh thì cũng đã ra cái đề án trước mình và cũng 200 tỷ tương đối lớn. Nhưng mà Thành phố Hồ Chí Minh thì có một cách khác là Thành phố Hồ Chí Minh đi với quốc tế, vì Thành phố Hồ Chí Minh rất năng động và nó là cái điểm đến của Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, đặc biệt là Phần Lan rồi các nước ở châu Âu đến, thì vì cái miếng bánh của thị trường Thành phố Hồ Chí Minh là cực lớn về dịch vụ, nên là các cái doanh nghiệp, tập đoàn mà thực chất đó là các cái start up liền sau nữa của các tập đoàn ngoài rất muốn trồng bó Thành phố Hồ Chí Minh, và vì thế họ rất muốn ký kết để họ làm những chương trình trao đổi khởi nghiệp, phát triển thị trường của nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại mang Thành phố Hồ Chí Minh ra nước ngoài. Thì cách làm này rất hay và cái tổ chức Sài Gòn Innovation Hub làm rất tốt. Tôi và tôi dự ý ký kết 13 đối tác cùng lúc, mỗi một năm chọn 10 nhóm mang Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại. Thì cách làm như thế này tôi cho rằng là cũng sẽ rất là đúng hướng nếu mà tiếp tục giữ được cái nhịp như thế này. Thế các đối tác của đề án đang muốn vì cách tiếp cận là đi tìm những người hỗ trợ tốt nhất để hỗ trợ. Người hỗ trợ kém thì dừng luôn, chúng tôi chỉ 6 tháng đánh giá. Nếu anh nào mà làm không đúng KPI, đánh giá phản hồi từ startup, từ các chuyên gia khác là không tốt thì dừng. Và thí dụ như anh Trung Dũng đây cũng là một trong những lá cờ đầu xung phong mà làm đồng hồ. KPI phải đúng chuẩn. Anh Dũng mà cứ đến bảo vệ cái là thành công, nhưng mà hồi anh Diệp có đến cái là cũng có đi cũng lao đao, bây giờ thì nhiều cá hơn. Tức là mình phải rất là khỏe thì mình mới giúp được người khỏe, quan điểm của tôi như vậy. Thế còn mình đã yếu rồi thì mà lại giúp cái ông yếu chỉ tiêu tiền giỏi thôi nhưng mà không có KPI, không ổn. Thế thì cái cách tiếp cận này thì mình đề nghị anh Nam xem, nếu mà mình tìm được các cái đối tác mà nó có đối ứng, nó có năng lực rồi, mình cũng chọn thêm thôi thì cái sản phẩm nó sẽ rất tốt. Chứ còn cho cái ông mà chẳng có cái gì cả, cứ đem ra và em hỗ trợ được hết thì đồng ý là có vấn đề. Và cách làm này là cách làm như xe nó nói là tôi chỉ chọn 15 đứa, 18 incubator tốt nhất toàn nước Israel để tôi hỗ trợ, chứ không phải tôi không hỗ trợ 180 ông, nó không giải đều như vậy. Thế thì cái cách làm vì thế thì chúng tôi cái năm 2017 chúng tôi chỉ chọn 13 nhiệm vụ, 2018 18 nhiệm vụ và năm 2019 thì tăng hơn 34 nhiệm vụ, nhưng thực chất cũng chỉ loanh quanh hơn chục đối tượng chẳng hạn, chứ không nhiều hơn. Thế và trong các cái nhóm nhiệm vụ thì chỉ chủ yếu tập trung vào đào tạo và liên kết quốc tế, như tôi vừa nói về truyền thông, về nhóm hỗ trợ liên kết thông qua các sự kiện và xây dựng mạng lưới, thì đấy là cái định hướng tiếp tục triển khai. Thế còn cái thông tin về các cái cấu phần này thì các bạn có thấy chủ yếu là liên quan đến cái thành ông chuyên gia của tầng lớp chuyên gia, chứ không xuất hiện đối tượng phát đặt được hỗ trợ ở đây. Các hoạt động tiêu biểu thì các bạn cũng biết được rằng là những cái chương trình và do các đơn vị triển khai thì có cái sự lan tỏa nhất định và tạo ra được cái nguồn
ban đầu về giảng nguyên nguồn về các cái mentor và đánh dấu của cuối năm. Thì cái TechFest Việt Nam mà chúng tôi tổ chức ở đây thì các cái bạn đoạt giải đi trên toàn cầu cũng được đánh giá rất là cao, đoạt những giải rất là lớn, thì thể hiện được rằng là người hỗ trợ cũng tương đối tốt. Và một trong những cái điểm chúng tôi nhấn mạnh là cho các bạn tập dượt việc kết nối đầu tư, tức là cái pitching các bạn hay nói, thuyết trình, không quan trọng là hỏi là bao nhiêu triệu đô, mà anh phải biết cái kỹ năng để nhà đầu tư tư nhân bỏ tiền ra nó khó thế này, phải trải nghiệm chứ không phải chỉ đi với phong trào. Thế thì một trong các cuộc thi chúng ta hiện nay, chúng ta quên mất cái đoạn này, không cho các em đó thử thách với nhà đầu tư. Đấy, thế thì cái sát tay ở trên TV cũng đang làm rất là tốt. Mọi người lên trong các cái sự kiện cần phải đánh giá được là bao nhiêu người thuyết phục được đầu tư thành công, mặc dù số tiền không nhiều nhưng chứng tỏ là dự án đầu tư đã thuyết phục được nhà đầu tư, chứ không phải chỉ nói vấn đề công nghệ để khoe là tôi giỏi nhất thế giới nhưng cuối cùng không ai bỏ tiền. Thế thì cái cách làm truyền thông chúng ta cũng sẽ đi vào cái hiệu quả cuối cùng của các cái nhiệm vụ thì sẽ hiệu quả hơn. Thế mà một giây cuối cùng tôi xin nói là cái định hướng triển khai thì cũng như tôi đã nói, tức là cái TechFest 2019 năm nay thì cũng quảng cáo một chút là mùng 4 đến mùng 6 tháng 2 sẽ làm tại Hạ Long Bay, thành phố Hạ Long. Thì mong là có thể được gặp rất nhiều anh chị ở đây và xem các cuộc thu chương trình của 20 nước trên thế giới với Việt Nam, với các nhà đầu tư thì nó như thế nào. Và với một cái định hướng kết nối toàn cầu như thế thì chúng tôi tổ chức các địa phương để vùng được các địa phương và liên kết với những quốc tế, trong đó có cái vừa rồi tổ chức ở chỗ anh Khánh ở trường cao đẳng ngành ngoại cao, và đều có những cái chỉ số liên quan đến hiệu quả chương trình gọi vốn đầu tư như thế nào. Đây là một cái mô hình chúng tôi gọi vốn trực tiếp đầu tư chương trình. Đấy, trong một cái chương trình rất là quan trọng chứ không phải chỉ để trao giải. Và những đội thắng cuộc sẽ được mang đi Mỹ, mang đi Hàn Quốc, Singapore để thuyết trình nhà nước quốc tế. Thì đấy là cách chúng tôi sẽ tiếp tục làm để kết nối cái sinh thái của Việt Nam với quốc tế, và nó sẽ nâng cao cái chất lượng cũng như cái hiệu quả cuối cùng của cả hệ thống quốc gia. Thì với cái thời gian như vậy cũng không dài, tôi xin chia sẻ cái quan điểm, định hướng cũng như cái cách làm chúng tôi đã triển khai trong 2014 với tất cả các quý vị. Xin chào, cảm ơn.